bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Grab xác nhận kế hoạch niêm yết trên sàn Mỹ, được định giá gần 40 tỷ USD. Grab xác nhận kế hoạch IPO thông qua công ty SPAC. Trên website chính thức của mình, Grab, hãng gọi xe lớn nhất Đông Nam Á, vừa công bố thỏa thuận sáp nhập với một công ty SPAC. Công ty mua lại có mục đích đặc biệt. Công ty vỏ bọc đã niêm yết trên thị trường chứng khoán chuyên đi thâu tóm những công ty thật do Altimeter Capital hậu thuẫn. Grab được định giá 39,6 tỷ USD, biến đây trở thành thương vụ sáp nhập với SPAC có quy mô lớn nhất thế giới đến nay. Altimeter, công ty có trụ sở tại thung lũng Silicon, quản lý hơn 15 tỷ USD đầu tư vào công ty công nghệ, gồm cả vốn tư nhân và đại chúng, được biết đến với vai trò hỗ trợ các công ty chuẩn bị ra mắt công chúng. Công ty đã huy động được 850 triệu USD cho hai SPAC. Năm 2015, Altimeter đầu tư 15,1% cổ phần công ty phân tích dữ liệu Snowflake, lượng này giá trị 4,4 tỷ USD khi niêm yết tại New York năm ngoái. Các SPAC huy động tiền qua thương vụ IPO và sử dụng chúng để mua cổ phần công ty mục tiêu khác. Niêm yết trên sàn chứng khoán thông qua sáp nhập với SPAC đang là xu thế gần đây, do nó giúp các doanh nghiệp bỏ qua quy trình truyền thống của Wall Street. Ngoài Grab, Traveloka cũng đang thực hiện quá trình tương tự. Vụ sáp nhập sẽ mở đường cho Grab niêm yết tại Mỹ. Grab cho biết họ dự định niêm yết trên sàn Nasdaq với mã Grab sau khi thương vụ hoàn tất. Theo thỏa thuận, Grab sẽ nhận khoảng 4,5 tỷ USD tiền mặt. Thương vụ này sẽ giúp họ có thêm sức mạnh tại thị trường quan trọng là Indonesia. Đối thủ của hãng tại đây là Gojek đang tiến gần thương vụ sáp nhập với hãng thương mại điện tử hàng đầu nước này, Tokopedia. Hiện tại, cả Grab và Altimeter đều từ chối bình luận về thông tin này. Theo Reuters, thương vụ này là một chiến thắng lớn cho những người ủng hộ Grab từ đầu như SoftBank Group và DC Choosing. Doanh thu của Grab tăng 70% trong năm 2020. Công ty này cho biết hoạt động kinh doanh gọi xe đã hòa vốn ở tất cả các thị trường. Việc niêm yết của Grab đặc biệt đáng chú ý vì một thỏa thuận không đến từ Mỹ mà đến từ châu Á, hơn nữa là Đông Nam Á, một khu vực ít đại diện trên thị trường chứng khoán Mỹ. Năm nay xác lập kỷ lục về việc huy động vốn của các công ty công nghệ và Internet châu Á. Các kỳ lân Đông Nam Á khác có kế hoạch ra mắt công chúng bao gồm Gojek của Indonesia, đối thủ chính của Grab, đang đàm phán để hợp nhất với công ty thương mại điện tử Tokopedia trước khi niêm yết. Thành lập năm 2012, Grab khởi đầu kinh doanh dịch vụ gọi xe giống như Uber trước khi mở rộng sang lĩnh vực giao đồ ăn và tài chính, tức thanh toán, cho vay và bảo hiểm. Công ty đã được cấp giấy phép ngân hàng kỹ thuật số tại Singapore. Grab hiện tiếp cận thị trường khu vực với hơn 655 triệu dân tại các quốc gia gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Theo cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.